bất cứ niệm gì cũng là giọng. Cũng như cho là thật có thật cũng là giọng, cho là thật không có thật cũng là giọng. Tức là nói lên một cái ý niệm gì đó, cái giọng này đó thì là do cái tưởng âm á, vì cái tâm á giao tranh nó thành, cho nên á hai cái á dung thông, gọi là dung thông dung tưởng đó. Thì hồi nãy từ số 1 tới số 10 á đều là tại á mình chấp thật cái dòng tưởng đó, thì ma mới thừa cơ hội mình nhận, thì làm cho mình á có đủ thứ thần thông, cũng như mà cái tòa chốt này nè, bây giờ mình ở đây á, ma cho mình á mình có thể về Việt Nam lấy món đồ qua có 5 phút, mà sự thật nếu mà mình chẳng phải để hỏi á, ở Việt Nam á có mắc cái món đồ đó không, cái đó là cái thần thông của ma, nhưng mà người ế tưởng là mình có cái thần thông đó. Tới chừng ma nhầm trắng rồi bỏ cái thân thể đó, thì người đó nó với thầy á, thầy cho điều xa vào lơi pháp luật á, mà vì cái pháp luật trừng trị rồi sau này còn phải xuống địa ngục nữa, cho nên á cuối cùng á Phật dặn các Bồ Tát A La Hán sau này á phải đem cái lời của Phật á dạy cho những người đời sau biết, đừng có chấp đặt thật, thì mới không có bị gì mà xa vào lưới pháp luật mà phải chịu cái tội địa ngục nữa. Bây giờ những cái ma nó tu tới có thần thông đó, thần thông lớn lắm, nhưng mà sau này á tưởng cái phước bao rồi nó cũng phải họ địa ngục. Thì ở trong này đều nói là đệ tử lẫn thầy á, có người nói tôi làm đệ tử tôi đâu có biết đâu, mặc dầu không có biết, nhưng mà theo cái thầy đó ủng hộ thầy đó cho thầy đó là đúng, thì làm cho người khác á nó cũng hiểu làm tưởng là đúng á, thì giúp cho thầy làm cái tà để mà cho người khác theo, theo càng lâu á thì tội càng lớn, cho nên á cũng phải theo thầy xuống đèn chứ không phải là biết là không có tội. Thì giờ tới ngưỡng mùi khi thủ lăng nghiêm quận quyển 10 thứ tư ma hành ấm. A Nan, người tu thiền định khi dứt được tưởng ấm nhưng mộng tưởng bình thường tiêu sạch, thức ngủ thường như một, chẳng còn đuổi theo cảnh trần, kiến giác minh vắng lặng như hư không, thấy các núi sông đất đai của thế gian như bóng hiện trong gương, tùy duyên chiếu soi, ở đi đều chẳng dính mắt, biết hết các tật khí xưa, các nguồn gốc của thanh diệt từ đây được hiển lộ, thấy khắp 12 loài chúng sinh trong 10 phương, dù chưa thông suốt manh mối của từng loại, nhưng đều từ một nguồn gốc phát sanh ra, giống như bụi trần tăng tăng. Ấy là chỗ căn cứ địa của ngũ căn, đây gọi là phạm vi của hành ấm.
Nhưng đánh của hành ấm vốn chẳng lăng xăng, sở trí lưu chuyển chẳng ngừng là do tập khí của nhiều kiếp. Nếu đánh ấy trở về vắng lặng, tập khí dứt sạch, tướng lưu chuyển hết, như làn sóng lặng trở về nước yên, gọi là hành ấm hết, thì lúc ấy được siêu việt chúng sanh trưởng. Nhưng quán xét nguyên nhân là do bởi u ẩn vọng tưởng làm gốc, tức là hành ấm lưu chuyển vi tế động mà chẳng động, nên gọi là u ẩn. An Nam nên biết, trong lúc thiền định khi được chánh tri chánh tâm sáng suốt, mười loài thiên ma chẳng còn được dịp quấy phá, mới được truy cứu cùng tội ngột cội gốc sanh diệt của các loài. Quán xét cái cội gốc đó mà khởi tâm so đo, thì người ấy bị đọa vào hai loài vô nhân luận. Thấy sự bắt đầu vô nhân, tại sao vậy? Người ấy đã dứt được tưởng thanh điển, nhờ 800 công đức của nhãn căn, thấy được tất cả chúng sinh từ 8 vạn kiếp theo nghiệp xoay vòng, chết đây sống đó luân chuyển không ngừng. Còn ngoài 8 vạn kiếp thì mịt mù chẳng thể thấy được, bèn cho là từ 8 vạn kiếp đến nay, mười phương chúng sinh trên thế giới vô nhân mà tự có. Do so đo này tự làm bất chánh biến chi lạc vào ngoại đạo, mê lầm tánh bồ đề. Thấy sự cuối cùng của vô nhân, tại sao vậy? Người ấy đã biết được căn bản của sự sanh, như người sanh người, chim sanh chim, xưa nay con quả vẫn đen, con cỏ vẫn trắng, trời người vẫn đứng thẳng, thú vật vẫn đứng ngang. Trắng chẳng do tẩy mà thành, đen chẳng do nhuộm mà nên. Từ 8 vạn kiếp nay vẫn không rời đổi, nay đến tận hết hình thế này cũng vẫn như thế. Bổn lai của ta chẳng thấy bồ đề thì làm sao lại có sự tu hành thành bồ đề? Vì mê lầm cho tất cả sự vật đều vốn vô nhân, do so đo này tự làm bất chánh biến chi lạc vào ngoại đạo, mê lầm tánh bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ nhất, lập vô nhân luận. Thứ hai, trong lúc thiền định tánh tâm sáng suốt, ma chẳng được dịp quấy phá, quán xét cùng cội gốc của thanh nhiệt, thấy luôn luôn như vậy chẳng biến đổi, ngay nơi đó khởi tâm so đo chấp đó là thường, thì người ấy bị đọa vào bốn thứ chấp tưởng luận. Nhất, người ấy chấp thấy cùng tột bản tánh của tâm và cảnh, hai nơi đều không có nhân, cho tu tập biết được tất cả sự thanh nhiệt của mười phương chúng sanh từ 2 vạn kiếp đến nay vẫn lưu chuyển không hề tan mất, kèm chấp cho là thường. Thứ hai, người ấy chấp cùng tột cội gốc của tứ đài, bốn thứ tánh ấy thường trụ, cho tu tập biết được tất cả sự thanh điệt của mười phương chúng sinh từ 4 vạn kiếp đến nay, cái thể vẫn thường còn không hề tan mất, kèm chấp cho là thường. Ba, người ấy chấp cùng tột cội gốc của lục căn theo tánh chấp thủ của thứ bảy, tức thứ bảy trong tâm ý thức, chỗ nguồn gốc căn bản tánh thường như vậy, cho tu tập biết được tất cả chúng sanh từ 8 vạn kiếp này, dù có luân hồi số thật thường trụ, cuối cùng chẳng mất bản tánh, nên chấp cho là thường. Thứ tư, người ấy đã dứt được tưởng ấm chẳng còn cái tưởng sanh diệt, do cho là tâm sanh diệt, nay đã biến diệt tự nhiên thành chẳng sanh diệt, vì tâm so đo nên chấp cho là thường. Cho so đo này tự làm mất chánh biến chi lạc vào ngoại đạo, mê lầm tánh bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ hai, lập viên thường luận. Thứ ba, trong lúc thiền định tánh tâm kiên cố, ma chẳng được dịp quấy phá, quán xét cùng tột cội gốc của thanh điển, khởi tâm so đo giữa ta và người, người ấy bị đọa vào bốn thứ kiến chấp điên đảo, một phần vô thường, một phần chấp thường luận. Người ấy quán tâm diệu minh các mười phương cho là thần ngã chân thật, từ đó sanh chấp cho ta cùng khắp mười phương cảm nhiên sáng suốt chẳng động, tất cả chúng sanh ở nơi tâm ta tự sanh tự diệt, vậy thì tâm tánh ta là thường, còn sự sanh diệt ấy là chân vô thường. Người ấy chẳng quán tự tâm mà quán khắp mười phương hằng tha quốc độ, thấy chỗ thiết thoại này từ cõi tam thiền xuống thì gọi là chủng tánh chân vô thường, còn chỗ kiếp chẳng hoại được,
tức từ cõi tứ thiền trở lên, biết hoài chẳng đến được thì gọi là chân đường. Người ấy chỉ quán riêng tâm mình, thấy tinh mật vi tế như vi trần, lưu chuyển mười phương, kiến thân này liền tánh liền điện, mà tâm tánh chẳng rời đổi, ngã tánh chẳng hoại, gọi là tánh thường. Thanh tử của tất cả chúng sanh, từ ta mà ra, thì gọi là tánh vô thường. Người ấy đã dứt được tưởng ấm, thấy hành ấm lưu chuyển thường xuyên, gọi là tánh thường. Các thọ tưởng ba ấm nay đã diệt hết, thì gọi là vô thường. Do so đo này, một phần vô thường, một phần là thường, nên bị lạc vào ngoại đạo, mê lầm tánh bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ ba lầm, một phần thường luận. Thứ tư, trong lúc thiền định, tránh tâm kiên cố, ma chẳng được dịp quấy phá, quán xét cùng tội cội gốc của sanh diệt trong thân vị khởi tâm so đo. Người ấy bị đọa vào bốn thứ hữu biên luận. Người ấy trong tâm so đo cái gốc xanh lưu chuyển chẳng ngừng, chất quá khứ vị lai gọi là hữu biên, chất tâm tương tục gọi là vô biên. Người ấy quán từ tám vạn kiếp đến nay thì thấy có chúng sanh, từ tám vạn kiếp trở về trước thì chẳng thấy chẳng nghe, bèn cho chỗ chẳng thể thấy nghe, ấy gọi là vô biên. Chỗ có chúng sanh gọi là hữu biên. Người ấy chấp rằng ta biết cùng khắp được cánh vô biên, tất cả mọi người đang trong cái hay biết của ta mà ta chẳng từng biết cái tánh biết của họ, ấy gọi là chẳng được cái tâm vô biên, chỉ được tánh hữu biên thôi. Người ấy quán đến cùng tột hành ấm rỗng không, so đo trong tâm cái sở thấy của mình, cho là ở trong một thân của tất cả chúng sinh đều là phân nửa xanh phân nửa diệt, cho đến tất cả hiện hữu trong thế giới này cũng đều phân nửa hữu biên phân nửa vô biên. Do so đo này hữu biên vô biên lạc vào ngoại đạo, mê lầm tánh bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ tư là hữu biên luận. Thứ năm, trong lúc thiền định, tránh tâm kiên cố, ma chẳng được gì quấy phá, quán xét cùng tội cội gốc của sanh diệt ở nơi chi kiến khởi tâm so đo, người ấy bị đọa vào bốn thứ biên đạo bất tử càn loạn biến kế hư luận. Người ấy quán xét cội gốc của sự biến hóa, thấy chỗ lưu chuyển thì gọi là biến, thấy chỗ nối nhau thì gọi là thường, thấy chỗ thấy được thì gọi là sanh, thấy chỗ chẳng thấy được thì gọi là diệt, cái nhân nối nhau chẳng gián đoạn thì gọi là thêm, khi đang nối nhau ở phía có chỗ gián đoạn thì gọi là bớt, chỗ sanh của mọi vật thì gọi là hữu, chỗ diệt của mọi vật thì gọi là vô. Dùng lý quán xét thì thấy đồng, dùng tâm thì thấy khác. Có người đến cầu pháp hỏi nghĩa thì đáp: ta nay cũng sanh cũng diệt, cũng có cũng không, cũng thêm cũng bớt, bất cứ lúc nào đều nói đảo loạn như thế, khiến người nghe rồi cũng như không nghe. Người ấy quán xét tâm họ đến chỗ vô, vì vậy nên chẳng có chứng đắc. Thế có người đến hỏi chỉ đáp một chữ vô, ngoài ra không nói gì cả. Người ấy quán xét tâm họ đến chỗ hữu, vì vậy mà có sự chứng đắc. Thế có người đến hỏi thì chỉ đáp một chữ hữu, ngoài ra không nói gì cả. Người ấy hữu vô cùng thấy, do cảnh rời rạc nên tâm cũng bị rối loạn. Thế có người đến hỏi thì đáp: cũng có tức là cũng không, ở trong cũng không, chẳng phải cũng có, tất cả càn loạn, chẳng thể hỏi ra kết quả. Do so đo này tư vô càn loạn, lạc vào ngoại đạo, mê lầm tánh bồ đề, đây gọi là ngoại đạo thứ năm, chấp bốn thứ điên đảo, bất tử, càn loạn, biến kế hư luận. Thứ sáu, trong lúc thiền định, tánh tâm kiên cố, ma chẳng được diệt quấy phá, quán xét cùng tột cội gốc của sanh diệt. Trong dòng sanh diệt vô tận khởi tâm so đo, người ấy bị đọa vào tư tưởng biến đạo, chấp sau khi chết có tướng, hoặc từ giữ cái sắc thân, cho là sắc thân là ta, hoặc thấy ta bao trùm khắp các cõi nước, thì cho ta có sắc, hoặc thấy duyên cảnh xưa theo ta luôn hồi, thì cho sắc thuộc về ta, hoặc thấy cái ta nương theo hành ấm mà tương tục, thì cho ta nơi sắc. Xoay chuyển như vậy thành 16 tướng, từ đó thanh ra cái chất có phiền não thật và bồ đề thật.
hai tánh ấy đi song song mà chẳng đụng chạm nhau do so đo này. Chắc sau khi chết có tướng lạc vào ngoại đạo mê lầm tánh bồ đề, gọi là ngoại đạo thứ sáu trong ngũ ấm. Chấp sau khi chết có tướng lập tâm viên đạo luân. Thứ bảy, trong lúc thiền định cánh tâm kiên cố ma chẳng được diệt quấy phá, quán xét cùng tột cội nguồn cội gốc của thanh nhiệt trong những chỗ sắc thọ tưởng đã diệt từ trước, khởi tâm so đo người ấy bị đọa vào tư tưởng viên đạo. Chấp sau khi chết chẳng tướng, thấy sắc diệt rồi thì hình thể chẳng có nhân, thấy tưởng diệt rồi thì tâm chẳng bỏ buộc, thấy thọ diệt rồi thì chẳng còn chỗ nối liền, ánh ấm tiêu tan, đâu có sự sanh mà chẳng có thọ, tưởng động như cây cỏ. Cái thể chất hiện hữu này còn bất khả đắc, uống chi chết rồi thì đâu còn hình tướng nào. Theo đó suy đường xoay chuyển thành tám tứ vô tướng, cho rằng nhân quả niết bàn tất cả đều không, chỉ có danh từ cuối cùng hoàn diệt. Do so đo này lạc vào ngoại đạo mê lầm tánh bồ đề ấy gọi là ngoại đạo thứ bảy, trong ngũ ấm chấp sau khi chết chẳng tướng lập tâm viên đạo luận. Thứ tám, trong lúc thiền định tránh tâm kiên cố ma chẳng được diệt quấy phá, quán xét cùng tột cội gốc của sanh diệt trong chỗ hành ấm còn mà họ tưởng đã diệt cho có không, đồng thời cùng hiện lên từ thể phá nhau, người ấy bị đọa vào biên đạo luận. Chấp sau khi chết chẳng phải có cũng chẳng phải không, trong tắc thọ tưởng thấy có chẳng phải là có, nơi hành ấm lưu chuyển thấy không chẳng phải là không, xoay chuyển như vậy tận cùng ấm giới thành tám thứ tướng, chẳng phải có chẳng phải không. Dù gặp một duyên nào đều nói sau khi chết cũng có tướng cũng không tướng, lại chấp hành ấm tánh hay thay đổi, tâm pháp thông ngộ thấy có không đều chẳng phải, hư và thật đều không cho căn cứ, do sau đó này làm cho mịt mù chẳng thể nói được lạc vào ngoại đạo mê lầm tánh bồ đề ấy gọi là ngoại đạo thứ tám, trong ngũ ấm chấp tâm khi chết chẳng có cũng chẳng không lập tâm điên đạo luận. Chỉ trong lúc thiền định tránh tâm kiên cố ma chẳng được diệt quấy phá, quán xét cùng tột cội gốc của sanh diệt ở nơi hậu vô, khởi tâm so đo người ấy bị đọa vào bảy thứ đoạn diệt luận, hoặc chấp cái thân diệt, hoặc dục tận diệt, hoặc khổ tận diệt, hoặc cực lạc diệt, hoặc cực đả diệt, xoay chuyển như thế tận cùng bảy nơi, cái thân hiện tiền khi tiêu diệt rồi chẳng còn thấy nữa, do so đo này lạc vào ngoại đạo mê lầm tánh bồ đề ấy gọi là ngoại đạo thứ chín, trong ngũ ấm chấp sau khi chết hoàn diệt lập tâm điên đạo luận. Thứ mười, trong lúc thiền định tránh tâm kiên cố ma chẳng được diệt quấy phá, quán xét cùng tọt cội gốc của sanh diệt ở nơi hậu hiếu, ở tâm so đo người ấy bị đọa vào năm thứ niết bàn luận, hoặc nhận dục giới là nơi tránh chuyển đi, vì thấy cảnh viên miễn, vì thấy cảnh viên minh nên tâm sanh ái mộ, hoặc nhận thơ thiền vì tánh không còn lo, hoặc nhận nhị thiền vì tâm không còn khổ, hoặc nhận tam thiền vì rất vui đẹp, hoặc nhận tứ thiền vì khổ vui để mất chẳng bị luân hồi sinh diệt vậy. Mê lầm cõi trời hiểu lầu cho là quả vô vi, năm nơi an ổn đấy là nơi thắng tình y, xoay chuyển ở năm chỗ này cho là cứu cánh, do sau đó này lạc vào ngoại đạo mê lầm tánh bồ đề ấy gọi là ngoại đạo thứ 10, trong ngũ ấm chấp năm thứ niết bàn tập tâm điên đạo luận. Anh em, 10 thứ thiền định cuồng giả trên đều do hành ấm và dùng tâm giao tranh lẫn nhau mà hiện ra, chúng sanh ngu mê chẳng tự xét kỹ gặp nhân duyên này mà chẳng tự biết, nhận sự mê lầm cho là giải thoát, từ nói chứng thánh thành tại vòng ngữ đọa ngục a tỳ. Sau khi Như Lai nhập diệt, nơi thời mạt pháp các ngươi phải theo lời dạy bảo như trên khai thị, khắp tất cả chúng sanh khiến đều tỏ ngộ nghĩa này, chớ cho tâm ma từ khởi nhiệt chướng, hộ trì cho họ dứt bỏ tà kiến, khiến thân tâm được mở mang, giác ngộ nghĩa chân thật, thành vô thượng đạo, chẳng bị lạc đường, chẳng được ít cho là đủ, làm bia chỉ đường giải thoát của Phật. Bây giờ cái đoạn này là nói về cái hành an sắc thọ tưởng, và cái an đó
nó hết rồi nha. Nhất là cái tưởng ám đó ha, thì vô cái tưởng ám suy nghĩ á, đó nó ma nhỉ. Bây giờ á, ba cái ám đó hết thì á, cái tâm á nó kiên cố, ma không thể nhập được. Cái ma ở ngoài không thể nhập được, nhưng mà tự sanh ra cái tâm ma đó. Cái ma ở ngoài á còn dễ trị á, tự cái tâm á làm ma nó mới khó đó. Đó cái hành tâm á, mười thứ á đều là nói là chánh tâm kiên cố á ha. Tức là tất cả ma ở ngoài đều không có gì phải tha được. Nhưng mà tại có cái chấp á, nó thành đủ thứ ngoại đạo. Cuối cùng cũng phải đọa cái ngục A Tỳ đó. Ở trong này đó có hai cái đó, nó đối lại nhau á ha, tức là hậu hậu hữu và hậu hậu vô á. Cái hành ám á, tại nó khó thấy á, thì nó thay đổi mà rõ ràng nó thay đổi nha. Thay đổi cái mặt hành ám á, cũng như bây giờ mẹ sanh ra mình nhỏ xíu, rồi hôm tháng nó lớn lên á, nha. Nó cái thay đổi biến hóa đó gọi là hành ám đó. Do cái hành ám mình mới từ hồ nhỏ biến thành người lớn đến thành người già đó, rồi là do cái hành ám đó. Cái hành vi mình thay đổi nha, cuộc sống hàng ngày vi á, cái cơ thể mình thay đổi đều là do cái hành ám. Cái hành ám á nó rất là khó thấy, cho nên gọi là u uẩn á, u uẩn vọng tưởng. Cũng như bây giờ á, cái mặt mũi mình nè ha, mình thấy nó có thay đổi, nhưng mà bây giờ nó đang thay đổi nè, mình không thay được. Vô cái hành áp mà mặt mũi mình đang thay đổi nè, ngũ tạng lục phủ mình đang thay đổi, nó thay đổi từ sát na, nhưng mà mình không có thấy được, mình không có biết. Vì không thấy được, không biết, cho nên gọi là u uẩn á. Chưa có nhận u uẩn ha, cái bạn u uẩn vọng tưởng. Vừa cái u uẩn vọng tưởng đó mới thành có cái chúng sanh trật á, trật là cũng như nước luộc rồi đó. Cái ở trong đó nó có nói tới cái phân vị á, luận về cái phân vị á, luận về thường á với vô thường, nói về tánh á thì thuộc tiên phạt, tiên phạt á thì có biên và vô biên, nói về phân vị á thì thuộc tương phạt. Tức là bốn thứ hữu biên lượng á, có bốn thứ hữu biên lượng nói về cái phân vị đó. Một là phân vị tam tế quá khứ hiện tại vị lai đó. Hai là phân vị kiến gian, kiến là thấy, gian là nghe. Ba là phân vị nhân ngã, ta, người. Bốn là phân vị sanh diệt, đều bị kẹt trong phân vị của hành ác mà sanh ra vọng tam so lo.
rồi thành ngoại đạo, hết các thức ngoại đạo á cũng phải đọa phát triển. Trong này á bạn đạo nói là hậu vô đó nha. Tại sao nó hậu vô? Hậu là sao nè, vì sao mà không có? Vì trước kia thấy có hành án mà chẳng có thọ tưởng, bởi vậy thọ tưởng đã dẹt rồi. Thọ an tưởng an đã dẹt. Thì sau này á hành án cũng chẳng có. Nhưng mà dẹt hành án cũng chẳng có. Trước kia thấy sau khi chết chẳng có tướng, là chỉ nói về một chỗ thân dẹt mà thôi, tức là cái thân thể này á chết rồi thì tiêu hết, không còn cái gì nữa. Nay á truy cứu hết bảy chỗ tận diệt, chẳng sanh nữa. Bảy chỗ là cái gì? Là thân diệt thì thuộc về dục giới. Bây giờ mình là con người nè, là thuộc về dục giới nè, cái thân này chết rồi đó thì đi thiêu biến thành tro, đi chung biến thành đất. Tức là cái thân này diệt, là thuộc về dục giới, gồm cõi trời và cõi người. Cõi trời có sao lốc thuộc về dục giới á. Sắc dục diệt thuộc sơ thiền. Sơ thiền thì không có cái sắc thân dâm dục nữa. Cái sáng nam mặt không có dâm dục, kêu bằng sắc dục diệt thì thuộc về sơ thiền. Khổ diệt thì thuộc về nhị thiền. Cực lạc diệt thì thuộc về tam thiền. Cực xả diệt thuộc về tư thiền. Dù chỉ nói năm chỗ diệt, tức là tư thiền là bốn chỗ, với cái dục dưới đó, cõi trời cõi người là năm chỗ. Thì thật đó gồm hai cõi vô sắc giới, tức là không vô biên xứ và vô sở hữu xứ đó, thuộc về mà vô sắc giới đó, thuộc về tứ không đó. Tức là không vô biên, không chỗ không vô biên, không có phòng gì nữa. Chỗ mà vô sở hữu chứ, tức là không có gì nữa, không có cái gì. Cho là tất cả dạng hết, cho nên nói là bãi chỗ diệt. Đây là lột vào vô tưởng thiên ngoại đạo. Ngoại đạo chỗ mà cao nhất á, khi bằng vô tưởng thiên đó, giống như từ tỳ kheo vô viên đó, đồng một đoạn chết cho là chết rồi thì hết, không còn cái gì nữa. Cái tỳ kheo vô viên đó, thì vì nó chấp cái đoạn chết, cho nên nó bị đọa cái bằng chết giờ đó, đọa cái đoạn vật luận á. Cái nói hậu vô đó thì lột vào và vào các đoạn vật luận. Còn nói hậu hữu á, sao có hoài á, còn có đó. Tại sao mà trước kia nói vô bây giờ lại nói hữu? Trước đã nói là hậu vô, rồi nay tại sao lại nói hậu hữu? Hữu là có. Bởi vì cái cội gốc sanh diệt đó, lan sang này là chẳng thể diệt được. Chẳng thể diệt được. Cái cội gốc đó, nó tồn tại diễn diễn chẳng thể diệt được. Vì từ đến chỗ mà chân thì diệt. Bây giờ nếu mà mình chứng tới chỗ chân thì diệt á, mới biết được. Bây giờ á,
dùng cái vọng tưởng đó, vọng thấy chỗ gì có sự tinh đắc, nên nói hậu hậu hữu. Vì hành án được tạm ngưng sát na, tánh viên minh thôi hiện, biền cho là tán tan diệt, tức là niết bàn. Do so lo thành con nam chỗ niết bàn vậy. Ở trên đó mùi cây ấy đó ha, đều là nói là tam đen đảo á, đều là tam đen đảo đụng á. Tại sao mà nói là đen đảo á, đen đảo vọng tưởng á ha? Cái hành ám á, nó âu ưởng, u ưởng á, mình khó thấy được, thì á lấy cái tâm nó đoan mò á, cho là vậy hoặc cho là không phải vậy, cho là vậy cũng là đen đảo, cho là không phải vậy cũng là đen đảo. Cho nên bây giờ mình thanh tẩu sư thiền đó, nhất định không dùng hai chữ cho là hay là cho rằng, gọi là thoại đạo đó. Cái thoại đạo đó là không có niệm nào sanh khởi đó mới gọi là thoại đạo đó. Nhiều người lấy câu thoại làm mục tiêu á là sai lầm đó, lại chấp vào cái câu thoại. Nếu mà chấp vào câu thoại á thì đã có niệm biết rồi, đã có niệm khỏi rồi, có hai chữ cho là tức là có khỏi niệm rồi. Cho là đúng hay là cho là không đúng, cho là có hay là cho là không có, bất cứ cho là cái gì đó đều là đã nổi niệm lên rồi. Không phải đào là chưa có niệm nói lên mới được gọi là phải đào. Cho nên á, có hai chữ cho là thì không phải phải đào. Cái bằng ngài Hư Dương nói là phải dĩ rồi, có niệm là phải dĩ rồi. Mà mặc dù không có niệm nói lên á, chứ không phải là đoạn gì chỗ đó đó. Thiền tông á gọi là đào tạo tâm thức á, giáo môn á gọi là vô thủy vô minh á. Chỗ đó tôi thường mà biết cái giác để thí dụ á ha, chỗ này phải nào, chỗ này phải gì đó. Mình á bắt đầu á kháng phải đạo á, kháng phải đạo á thì rồi khỏi phải dĩ, nhưng mà chưa đến phải đạo. Vì mục đích mình muốn đến phải đạo cho nên nói là kháng phải đạo, kháng phải đạo. Khi một ngày mình được với phải đạo rồi đó thì cái đường đi ý thức đã đi hết rồi, ở chỗ này đó là không có đường đi nữa, tức là cái nguồn gốc của ý thức đó không có đường đi nữa. Thấy trước mắt đó thanh thanh tịnh tịnh, không còn cái gì ngoại đạo á, cho đến tiểu thừa lại cho chỗ này là niết bàn rồi. Bởi vì không còn cái gì nữa, không thấy cái gì nữa là mà cái đường ý thức đã tới cuối cùng rồi. Nhưng mà sự thật á, chỗ này còn dinh điêu ý thức, nguồn gốc của ý thức từ từ phải đàn địa ý thức, phải từ chỗ đào tạo tâm thức đó tiến lên một bước mới địa ý thức. Cái sắc na địa ý thức gọi là cái tánh. Thì ngài Lan Quả nói đó, khi mà cái tánh á địa ý thức đó, tức là từ đào tạo tâm thức tiến lên một bước đó, thì lột vào có hư không á, phải té xuống, té xuống, phải té cho chết,
Rồi sống lại đó, thiền tông một có một cái danh từ gọi là tuyệt hậu tai tô đó. Tai tô là sống lại, tuyệt là chết, hậu là sau khi chết sống lại. Thì chỗ này đó, nó có hai cái chết. Một cái chết đó cái bằng tiểu tử, một cái chết cái bằng đại tử. Tiểu tử tiểu hoặc với đại tử đại hoặc, hoặc là sống á, sống lại đó. Tại sao gọi là tiểu tử tiểu hoặc? Cái này là lấy thí dụ cái ngộ. Cái tiểu tử đó nói là tiểu ngộ á. Nhưng mà cái ngộ này á cũng là tha sơ quan rồi á. Mà mặc dầu chết, mặc dầu sống lại, nhưng mà còn cái sắc, còn cái sắc chết chưa có tan. Tức là ngộ mà mặc dầu có ngộ nhưng mà còn ôm cái ngộ, cho là mình có ngộ. Còn ôm cái ngộ gì á, cái chữ ngộ là đối với mê, có mê mới có ngộ. Nếu mà nhưng mà điểm khó không thể làm sao mà làm được là có cái việc gì cả, cái gì mà sự tự đấu mộ không thể vượt tham vào mộ được. Cái công phu lên tới cái mức đó mới được, chứ không phải là bắt đầu là làm được. Tôi có cái thí dụ á, cái động với cái tịnh á ha, thì cái tịnh nó dễ nhập, động nó khó nhập. Cũng như mà vào cửa ha, cái tịnh á có thể mà 3 tháng vào cửa được ha, còn cái động đó 3 năm cũng thì chưa có thể đi vào cửa nữa ha. Bây giờ nó 3 năm vào cửa được đi ha, cũng là gấp mà khó 10 lần hơn cái tịnh ha. Nhưng mà cái tịnh đó 3 tháng vào cửa 300 năm không thể chán tánh. Còn á, cái 3 năm mà vào cửa được á, 4 năm có thể chân tăng. Cái mục đích thanh thiền là muốn đạt đến chân tăng. Vì chân tăng á, mới được ở trong mỏ mắt chim bao thức tỉnh, mới được giải thoát tất cả khổ ở trong mỏ mắt chim bao đó. Cho nên á, tịnh mặc dầu nó dễ nhập, dễ vào cửa, nhưng mà nó khó thành tựu. Còn động á, nó khó vào cửa, nhưng mà nó dễ thành tựu. Mà so với cái tịnh á, nó còn mau hơn nữa. Đó. Ban đầu á, thì cái tịnh nó mau á, nhưng mà sự thật á, cuối cùng là cái đoạn, cũng như ngài Lai Quả nói đó, đoạn cũng đoạn không tới mình, tịnh cũng tịnh không tới mình, không bị cái động tịnh nó ảnh hưởng á, mới là cái thực hành mà đúng đắn. Lại á, cái cơ bản thanh tổ sư thiền có hai cái yếu tố á, hai cái điều kiện nó cần nhất là một là tin tự tâm, hai mới là phát như tịnh. Đối với thanh thiền đó,
ngộ đạo muốn minh tâm chân tâm đó, tin tự tâm nó còn càng hơn nữa. Bây giờ á, cái hành giả thanh thiền á, nhiều người cũng thực hành được, nhưng mà chỉ tin pháp môn, chưa tin tự tâm. Theo sư Phật sư Tổ dạy mình á, là càng phải tin tự tâm. Cũng như mấy bữa này mới về dịch cái đam tê ngữ lục đó nha. Dịch tới chỗ mà gặp Phật giác Phật, gặp Tổ giác Tổ, gặp Bồ Tát giác Bồ Tát, gặp La Hán giác La Hán, gặp cha mẹ giác cha mẹ, gặp thân quen giác thân quen. Nếu mà người mà chưa tin tự tâm á, thì á, nghe vậy đó thấy khó chịu lắm ha. Mà nói vậy là nói bậy á ha. Lao giống mà làm mà một tổ sư mà danh tiếng cái làm tế là chuyện tới ngày nay là cái thái lớn nhất á, ở trong năm thái thiền, năm thái tổ sư thiền đó. Bây giờ mỗi đời đều có người chân tánh. Cũng như đường lai đó, nói gì chân tâm đều là phải làm tê. Nhưng mà người mà không tin tự tâm á, thì chắc ở ngoài tâm có Phật. Thì làm sao mà nó gặp Phật giác Phật là tưởng là giác Phật thiệt á, giác Tổ thiệt, giác Bồ Tát thiệt, giác cha mẹ thiệt đó, tự thực á, cái tâm mình khắp không gian khắp thời gian á, tất cả đều là không có ngoài ở, không có ở ngoài tâm mình, sư Phật sư Bồ Tát cha mẹ gì đó, tinh quen đều được ở trong cái tâm mình. Vì cái tâm mình á không tin tự tâm mà lại tin cái ngoài tâm, mới có cái sự mà chấp thật, có cái tư tưởng chấp thật. Chính cái tư tưởng chấp thật đó đó là chướng ngại cho mình chân tánh. Cho nên á, sư Tổ á, vũ lòng đại từ đại bi, tha cái tâm chấp của mình, không có sợ người ta hiểu lầm, nói thẳng á, gặp Phật giác Phật, gặp Tổ giác Tổ, gặp gì giác cái gì đó, là muốn giác tới cái tâm chấp thật của mình. Không phải cái ý nói thiệt. Bây giờ chấp, nếu mà chấp thật là thật á, thì cái tâm chấp đó phải giác chết. Chấp Tổ, chấp cha mẹ cũng vậy. Bởi vậy tất cả chỉ là giả danh thôi. Chỉ là cái tranh giật ở trong cái tâm này.
cái chân tâm của mình là không có sanh diệt. Còn tất cả cái trần giác giới đó đều là sanh diệt ở trong tâm mình. Cho nên nếu mà mình tin tự tâm lại lũ á, thì thi cái việc đó là đúng ha. Còn nếu mà không tin tự tâm á, thì phải tin đến ngoài tâm á, cái ngoài tìm cào á, thì cho nó cái đó là, tức là ngày lâm tế cũng là sai lầm lớn. Người ta không nghĩ rằng người ta không nghĩ là ngài nó tới sai, nhưng mà người ta nghĩ thế này, khi mà ngài nó tới nói những câu đó là nói lên cái mật nó đã đến tới cái mức rồi, phải đến cái lúc mà cái cây dần dần, còn cái thứ lũ giờ ngoài thế ra ngài ta tin vào một câu nói như thế thường là cái ngài lâm tế nói đó chứ không phải là tới với một người.